À, dạ vâng, Alun Audio xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến, em vừa mới lên đường một dàn sự kiện khủng về huyện Linh Giang cho bác chủ đi làm sự kiện tiệc cưới, đám hỏi, hội họp sinh nhật đúng không ạ? Và hôm nay em tiếp tục lên một dàn nữa để cho cả nhà tham khảo các bác nhé. Vừa đi một dàn thì em tiếp tục lên một dàn. Dàn này thì em xin được giới thiệu, em lên với một đôi loa xúc kép đời cao, rất là mới. Đôi xúc kép bãi xịn B3, có mã số là SAK218B cả nhà nhé. Thùng gỗ mới như mới luôn. Và một dàn này với tất cả đầy đủ 6 tay line array kép 2 bát 30, 2 tay xúc kép 2 bát 50, và một đôi loa kiểm âm B3 bãi xịn, thì nó có tổng trị giá xấp xỉ khoảng 160 triệu các bác nhá. Đấy. Và đây ạ, hàng nó về đây các bác nhá. Hàng array chuẩn của China các bạn. Đây nhá, chuẩn China. Đấy, nó về đây ạ. Các bác quý ông thân mến, là sản phẩm loa array B3 2 bát 30 chuẩn China có độ bền rất cao, chịu đoàn rất tốt các bác nhá. Đấy. Nó không giống như hàng Việt Nam đâu ạ. Nó đẹp từ nước sơn các bác này, từ nước sơn nhá, đúng không? Đấy, đến bát đến tép rất đẹp các bạn. Dàn này thì có 6 tay line array 2 bát 30, hàng chuẩn của China sản xuất. Có 2 tay xúc kép bãi xịn của công ty B3 thương hiệu của Đức. Và có một đôi loa kiểm âm B3 bãi xịn đời Z, hàng xịn các bác nhá. Và tủ máy thì cực kỳ đẹp. Để em sẽ cắt ra lên đủ một dàn cho cả nhà tham khảo. Giá xấp xỉ 160 triệu đồng cả nhà nhé. Xấp xỉ 160 triệu đồng. Đấy. Đây các bác của em thân mến, là loa Array B3 thì em bán nhiều năm rồi. Đấy, dòng dây xịn các bác cứ dùng chục năm, ốc không giờ bị han các bác nhá. Nước sơn đẹp. Giá đôi loa B3 dây này là 16 triệu 500. Đấy, chuẩn China. Bảo hành cho mọi người chuẩn đời, là hàng China xịn các bác nhá. Ok chưa? Chịu đoàn rất tốt, làm rất chuẩn chỉ luôn ạ. Ok, để em sẽ lên đủ dàn cho cả nhà tham khảo ạ. Dạ vâng ạ, em đã ghép lên xong rồi các bác nhá. Và thưa các bác của anh em, nhìn là hình thức rất đẹp đúng không ạ? Bộ này rất dễ là vận hành và áp lực đánh ra rất mạnh. Các bác có thể thoải mái sử dụng cho những sự kiện nhỏ, sự kiện lớn, kể cả là sân vận động các bác nhá. Thưa các bác của anh em, rất dễ vận hành. Đây, em có thể giới thiệu hoặc có thể vận hành luôn để các bác của anh em tham khảo nhá. Khi các bác tắt đi đúng không ạ? Ok, đẩy súp, đẩy phun, vang, micro và mixer đúng không ạ? Đây các bác có thể ngắt át, quá tuyệt vời đúng không ạ? Em bật át. Ok, bộ sản phẩm này các bác quý thân mến, mọi người có thể sử dụng thêm một con controller nữa các bác nhé. Sử dụng thêm một con controller, ok chưa? Để xử lý tín hiệu, nó có thể là chất lượng hơn nữa các bác nhé. Các bác xem nó khởi động này, micro này, vang này, đẩy này, đẩy này. Và để đánh súp này. Đó. Bộ ngoài tất cả đều là hàng mới, được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ CCQ và được bảo hành lên tới 25 các bác nhá. Em xin được giới thiệu con đẩy Astley dưới cùng TD24002, công suất đạt 2400W một kênh, nội trở 8 ohm, chạy mạch class TD size 2U. Giá hiện tại đang rất là yêu thương các bác nhá. Ok chưa? Con đẩy chuyên đánh súp và nó đánh cho đôi súp kép B3 bãi đời SAK này, nó số 1 luôn đúng không ạ? Số 1 luôn. Hai con đẩy 4 kênh, vâng ạ. Hai con đẩy 4 kênh thì tổng nó sẽ có 8 kênh, 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không ạ? Thì 6 kênh sử dụng cho 6 chiếc line array B3 2 bát 30 đánh thoải mái, thừa công suất. Hai kênh còn lại ấy sử dụng cho đôi loa kiểm âm B3 bãi xịt đến thương hiệu của Đức các bác nhá. Ok chưa? Bộ này hiện tại tổng như thế này là xấp xỉ 160 triệu cả nhà nhé. Tất cả mọi thiết bị luôn. Ok chưa? Một chiếc quản lý nguồn, một con vang chính hãng của DMX có mã số là DK8000PRO. Con vang này là trái tim cho bộ dàn này các bác nhé. Bộ micro không dây BBS chính hãng Pro Sound mã U22GS, tiếng hát hay không vỡ. Ok chưa? Vâng ạ, một bàn mixer Dynacorp CMS 1000. Đó. Vâng ạ, vần loa em xin được giới thiệu kỹ hơn với cả nhà nhé.
đôi sút kép. Vâng ạ. Mạnh nhất là đôi sút kép này. Đôi sút kép đời cao, đời cực cao, sản xuất 2022, Des 2022 các bác nhé. Giá 25.500.000 này. Đấy, sút kép SAK bãi xịn của B3, chính hãng lên thương hiệu của Đức. Đấy, ba đôi loa Line Array B3, hai bát 30, một tép, bát từ 17 coi 7.6, tép từ 17 coi 7.2. Những đôi loa Array B3 này em bán nhiều năm rồi, chịu đoàn rất tốt, tiếng hay các bác nhá. Đó, và đặc biệt các bác sử dụng nhiều năm không giờ bị han như loa Việt Nam đóng các bác ạ. Đấy, cho các bác sử dụng rất nhiều năm không giờ bị han, loa China xịn. Một đôi loa kiểm âm B3 đời Z212 bát 30, đôi loa này chính hãng, thương hiệu Đức các bác nhá. Đó, tổng bộ combo em giới thiệu là xấp xỉ 160.000.000 đồng, bao các bác của anh em chỉ việc đi làm, dây dợ đầy đủ, các bác có nhu cầu em chở tận nơi, em lắp đặt set up bàn giao cho các bác cùng toàn thể quý anh chị em. Tiếng bao hành độ bền cao các bác nhá. Đó, tất cả đây ạ. Vâng ạ. Và hôm trước em vừa bàn giao một bộ tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Rất giống bộ này, nhưng bộ hôm trước là anh trai chưa sắm loa kiểm âm, thì tổng của anh là xấp xỉ gần 150.000.000 đồng. Đó. Còn bộ này là xấp xỉ 160.000.000 đồng. Các bác có thể sử dụng một con cốt tầm vài triệu hoặc tầm chục triệu nữa thì nó sẽ xử lý tín hiệu chuẩn hơn. Còn hiện tại giờ chúng ta sẽ sử dụng con vang DK8000 Pro này để xử lý tín hiệu các bác nhé. Đó. Bộ ngoài nhập khẩu, bảo hành 25. Loa thì có loa súp và loa kiểm âm là bãi xịn đến từ thương hiệu của Đức. Còn loa Array là loa xịn của Chila sản xuất. Vâng ạ, rất cảm ơn toàn thể các bác. Thưa các bác của anh em, vâng ạ, vậy là em đã lên cấu hình thành công các bác nhá. Tất cả mọi thiết bị đầy đủ, các bác của anh em chỉ việc đi làm thôi. Đó, bao tiếng hay, áp lực mạnh, tiếng xa và độ bền rất cao. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm dàn sự kiện, hãy gọi điện trực tiếp cho em với hai số máy 0365888988, 0368915555. Em luôn có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Rất vinh dự được giao lưu các bác của anh em tại cửa hàng và có thể giao hàng toàn quốc. Em cảm ơn cả nhà một lần nữa ạ.